Đây nhé cả nhà, sữa chua của Hương cũng đã xong rồi nè, Hương để vào bao bì rồi nè. Đây cho mọi người xem nè, cái màu nó khá là đẹp luôn á. Màu vàng. Tại vì mùa hè á, ai cũng thích ăn sữa chua hết á mọi người. Cho nên là mình làm sữa chua trái cây như thế này á, ăn vừa không ngán mà lại ngon miệng nữa. Hello cả nhà, hôm nay Hương sẽ làm cái món là sữa chua chanh dây nha. Thì hiện tại Hương đang có khoảng là gần 1 kg chanh dây á mọi người. Cái này là 800g nè. Hai hũ sữa chua cái nha. Thì mọi người có thể làm cái sữa chua cái riêng cũng được, hoặc là mình mua như thế này ở trong siêu thị cũng được nè mọi người. Và một bịch sữa tươi ít đường ha. Một hũ sữa đặc. Sữa đặc thì mình có thể lấy mua của nhiều hãng khác nhau, thì Hương dùng của Nuti, thì mọi người có thể mua của ông Thọ hoặc là những cái hãng khác á mọi người. Thì bây giờ Hương sẽ bắt đầu đi làm chanh dây nha. Bây giờ thì Hương sẽ bắt đầu nấu nước sôi nha mọi người, để mình làm chín sữa đặc á mọi người. Chanh dây Hương sẽ chỉ làm đôi như thế này nha mọi người, để mình lấy hạt này. Đây, như thế này ha. Bây giờ mình sẽ lấy hạt ra. Cái mùi chanh dây cực kỳ thơm luôn á mọi người. Cái gì mà nó có cái vị chua là nó thường hay kích thích cái vị giác của mình á. Thơm quá. Những cái tiếp theo thì mình làm tương tự nha mọi người. Xong rồi mình sẽ chắc lấy nước ha. Đây mọi người, hộp chanh dây Hương làm cũng đã gần xong rồi nè. Nhìn đẹp ha mọi người. Cái màu vàng của chanh dây nhìn khá là bắt mắt luôn á. Chanh dây này là chanh dây vườn nè. Cho nên là Hương ăn Hương cảm giác là nó ít chua hơn á mọi người. Mà mùi mua chanh dây á, mình không cần phải là lựa những cái trái mà nó cứng vỏ nha. Những cái trái mà vỏ nó đã héo héo rồi á, thì bên trong cái ruột nó khá là tươi luôn á. Tươi và với lại nó ít chua hơn á mọi người, Hương nghĩ là vậy á. Đây mọi người, bây giờ Hương sẽ chế sữa đặc vô nha. Khi mà mình chế sữa đặc vô xong á mọi người, mình dùng cái lon này nè để mình đông nước nha. Mọi người thích ít chua thì mình có thể là 4 lon nước. Còn nếu mà mọi người thích chua nhiều á thì khoảng từ 2 tới 3 lon nước thôi ha. Đây mọi người. Bây giờ mình sẽ chế nước vô nha. Tại vì nó còn sữa trong cái lon này nè. Cho nên là lúc mà mình chế nước nóng vô á thì sữa nó sẽ tan ra. Phải chỉ ra theo mọi người. Này là lon thứ hai Hương chế nha. Hương nghĩ là Hương dùng khoảng 3 lon nước thôi là được rồi. Bây giờ Hương sẽ gọi lên nha mọi người. Cái sữa này nó tan lên nè. Mình để cho nước hơi nguội nguội một tí xíu rồi Hương sẽ chế sữa tươi vô ha. Nước hơi nguội rồi mọi người, bây giờ Hương sẽ chế sữa tươi vô nha. Thôi rồi xong rồi, rớt cái giá luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho sữa cái vô nha mọi người. Đây ha.
gọi đều nha. Bây giờ Hương sẽ ắt cái hỗn hợp này lên bếp khói khoảng 5 tới 10 phút nha mọi người. Sau đó là Hương sẽ đem ra ngồi nắng á, mình rang á. Bạn nào mà nhà không có điều kiện, không có cái khuôn viên mà để có ánh nắng mặt trời á, thì mình có thể là dùng cái một cái nắp kính mình đậy lại ha. Mình ủ từ 8 cho tới 10 tiếng ha. Bây giờ Hương sẽ khuấy này lên xong rồi sau đó Hương sẽ đem ra ngồi nắng không gian nha. Đây nè mọi người, Hương đã đem cái nồi ra ngồi này Hương để rồi nè. Bây giờ tại vì ở ngoài trời á thì sợ ruồi nhặn rồi đủ thứ nó sẽ không có được vệ sinh á mọi người, Hương sẽ để cái rổ này lên nha. Hương chia lại rồi Hương sẽ đẩy cái nắp này lên. Có bị không hợp lý tí nào ha mọi người. Bây giờ Hương sẽ đẩy cái nắp này lên đi ha, cho nó kín nha mọi người. Ngày xưa mẹ Hương hay làm bằng cách này nè. Bây giờ Hương cũng sẽ làm y xì luôn. Rồi mình đẩy cái rổ này lên cho nó kín lại ha. Rồi Hương sẽ để tới buổi chiều luôn ha. Mình sẽ để khoảng từ 8 cho tới 10 tiếng. Tối thì Hương sẽ đem vô nhà ha. Đây cả nhà, sữa chua của Hương cũng đã được rồi. Trời ơi, nó rớt cái muỗng xuống nữa mọi người. Bây giờ mình sẽ đổ chanh dây vô nha. Sau khi sữa tươi, sữa chua nó cũng để tới rồi mọi người. Hương để khoảng gần một ngày á. Bây giờ Hương chớ chanh dây vô nha. Người xem nè, chanh dây đổ vô thì nó có cái màu vàng như thế này nè, khá là bắt mắt luôn á. Bây giờ Hương sẽ bắt cái nồi này lên bếp lại nha, cho nó nóng nóng ra. Tại vì mình mới đổ chanh dây vô á mọi người. Bây giờ Hương đang khói đều nó nè. Bây giờ thì Hương bắt đầu sẽ vào bì nha. Mọi người có thể dùng ly cũng được, dùng những cái cốc mà làm sữa chua á mọi người. Nhưng mà bây giờ Hương để tủ lạnh Hương hết chỗ rồi, bây giờ Hương dùng bịch như thế này ha. Rồi mình sẽ buộc ni lông lại ha. Một bịch như này. Thêm một tí xíu ha. Ồ, nhiều quá ha. Bây giờ mình sẽ buộc dây thun lại nha. Hương sẽ buộc lại thành những bịch như thế này nha. Đây nè cả nhà, sữa chua của Hương cũng đã xong rồi nè. Bây giờ Hương sẽ bắt đầu bỏ vào ngăn đá nha. Và mình bắt đầu thưởng thức thôi. Mình bỏ vào ngăn đá khoảng tầm khoảng 5-6 tiếng thì nó sẽ đông lại rồi mình ăn thôi mọi người. Mùa hè thì mình ăn sữa chua trái cây thì phải gọi là quá tuyệt rồi mọi người. Ai cũng thích ăn sữa chua hết á. Ăn trái cây á thì mình vừa thưởng thức được trái cây mà mình vừa ăn được kem nữa, cho nên là nó gọi là tốt cho cả hai luôn á mọi người, một công đôi chuyện luôn á.